Thưa quý vị, mạng xã hội luôn có hai mặt và không phải toàn bộ người dùng đều tiếp nhận được những giá trị tích cực của nền tảng đó. Theo báo cáo kết quả thanh kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông vào chiều ngày hôm qua mùng 5 tháng 10, nền tảng TikTok đã có rất nhiều vi phạm, đặc biệt là những vi phạm liên quan đến trẻ em. Dù TikTok giới hạn độ tuổi sử dụng là 13, nhưng lại không có biện pháp nào để ngăn chặn trẻ em dưới 13 tuổi xem video trên nền tảng này. Nguy hiểm hơn là khi những nội dung độc hại, phản cảm vẫn tràn lan, thì rủi ro đối với trẻ là càng lớn. TikTok không có các biện pháp công cụ bảo đảm an toàn về thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, không gửi các thông điệp cảnh báo nguy cơ khi trẻ em cung cấp, thay đổi thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, không thực hiện việc phát hiện, loại bỏ các hình ảnh, tài liệu, thông tin không phù hợp với trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Sau khi thanh kiểm tra, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra các biện pháp xử lý, buộc TikTok Singapore phải khắc phục ngay các sai phạm, như xác thực thông tin tài khoản để phát hiện trường hợp trẻ em khai không đúng độ tuổi, xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi, giới hạn thời gian sử dụng TikTok với người dưới 18 tuổi, và đặc biệt, không cho phép trẻ em kiếm tiền qua TikTok. Nổi tiếng nhanh chóng, kiếm tiền dễ dàng, đó chính là một cái ma lực. Nó làm cho giới trẻ và đặc biệt là trẻ em rất là thích. Và hơn nữa là chúng ta thấy rằng việc tiếp cận cái ứng dụng này nó quá dễ. Một đứa trẻ có thể tạo cái tài khoản cho riêng mình, cho dù TikTok cấm những cái tài khoản dưới 13 tuổi. Khi mà các em chưa đủ kỹ năng, chưa đủ kinh nghiệm và vốn sống mà tham gia TikTok và đặc biệt là kiếm tiền trên TikTok thì cái nguy cơ nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên là về phía cha mẹ hết sức lưu ý. Đừng nghĩ rằng là con mình kiếm tiền từ nhỏ, con mình kiếm tiền trên TikTok thế là giỏi. Ít nhất 10 quốc gia đã cấm cài đặt sử dụng TikTok, dù đây đang là mạng xã hội phát triển nhanh hàng đầu thế giới. Một trong những nỗi ám ảnh của phụ huynh chính là các thử thách nguy hiểm trên TikTok như ngạt thở, gương lửa, thiên thần của cái chết đã gây tử vong cho hàng chục trẻ em trên thế giới. Bên cạnh trách nhiệm của nền tảng thì chính mỗi gia đình lại cần lưu tâm hơn với việc cho con trẻ sử dụng mạng xã hội. Cha mẹ giáo dục con như nào thì sẽ được cái sản phẩm như đó. Nếu mà cha mẹ để cho con sống với một cái thế giới ảo của con ở trên mạng càng nhiều bao nhiêu thì cha mẹ sẽ mất con thôi. Chắc chắn là cha mẹ sẽ tuột cái vòng tay yêu thương của mình sang cái vòng tay của những cái người mà xa lạ trên YouTube hay trên TikTok hay là trên mạng xã hội. Rõ ràng đây là một cái sự lựa chọn. Nếu mà cha mẹ yêu thương con thực sự thì hãy dành cái thời gian quý báu của mình cho con. Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai các giải pháp vận hành hiệu quả, mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đây sẽ là hành trình không dễ dàng, nhưng chắc chắn phải làm và cần sự quyết liệt của tất cả chúng ta.